Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy là trong 3 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 3.900 chiếc xe bán tải nguyên chiếc với tổng giá trị kim ngạch đạt 76 triệu đô la. Đáng chú ý là gần 100% số xe bán tải được nhập vào Việt Nam là có nguồn gốc từ Thái Lan. Theo Tổng cục Hải quan, kết quả nhập khẩu ô tô bán tải nguyên chiếc từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3 tăng nhẹ 0,8% về lượng, giảm nhẹ 1,7% về trị giá so với cùng thời gian 2016. Từ đầu năm đến nay, xe bán tải được nhập về Việt Nam có mức giá bình quân theo khai báo hơn 19.000 đô la Mỹ một chiếc. Đáng chú ý, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3, Tổng cục Hải quan ghi nhận xe bán tải được nhập chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với gần 3.900 chiếc, chiếm 99,6% trong tổng lượng xe bán tải nhập khẩu của cả nước. Tương tự, trong hai năm gần đây, 2016 và 2015, lượng xe bán tải nguyên chiếc có xuất xứ Thái Lan chiếm tỷ lệ lên đến 99,9% tổng lượng xe nhập khẩu cả nước.